Mà tiếng gấm thì sao? Mày nói cho bố mày tập chọc bố không? Bố cũng chọc con mà. Tao có chọc mày đâu. Bố bảo con là thằng con nuôi. Không phải. Phải. Mày nói thật thật là thằng con nuôi. Cái gì? Thật là thằng con nuôi chứ không phải con đẻ của tao. Nghe chưa? Thật là phải nhặt được gốc chuối về. Gốc chuối bảo. Ừ, chưa vào. Cạnh cái thằng phải gió ấy. Cạnh cái nhà thằng phải gió. Sao hôm nọ bố bảo là tao nói đùa cho nó vui, cho là nói hài hước cho nó vui. Không, đấy là sự thật. Tao nói giờ tao nói thật là biết. Đấy là sự thật. Thế sao nhìn con với bố giống nhau thế? Giống thì hàng nghìn người cái đại giống nhau chứ. Cái gì? Tao với nhà. Có người ở Pháp giống người